Kinh đồ lính Mỹ, xin chào các bác. Tối hôm nay thì em lên với các bác chắc là cũng một ít áo M65. Áo M65 nha các bác. Cũng soạn được một ít và các bác chọn được mã nào thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc nha các bác. Các bác nhớ mã giùm em ha. Và em lên luôn nha các bác. Đầu tiên cũng lên một con M65 khá là đẹp nha các bác. Size medium regular. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 80 nha. Đời 80, nhà thầu Golden MFG, tem còn rõ ràng như này các bác. Lót lót áo rồi vải caro rip top nha. Chất vải caro. Rồi. Áo còn đẹp nha các bác, không lỗi lặp. Độ mới nó phải 95%. Rồi. Không dơ bẩn, không lỗi lặp. 94.5% trở lên nha. Còn áo còn khá đẹp nha các bác. Rồi. Pin lon tem còn đầy đủ ha. Zin theo áo nha các bác. Rồi, đầu tiên em sẽ giới thiệu trước đi ha, rồi em sẽ mặc sau. Khóa Idea nha. Khóa cổ Idea. Nón đầy đủ ha. Khóa chính là Scoville. Răng cá mập nha các bác. Scoville. Rồi, chân khóa các bác nhìn cái chân khóa. Còn rất ok nha các bác. Chuẩn cấp phát lính Mỹ nha. Năm 80. Rồi. Tình trạng đều đẹp, sạch sẽ nha. Hình như nó có một tí ở đây, nó dơ xíu xíu như đây. Cái này về các bác có thể giặt ra nha. Nó mờ nè. Nó rất là mờ nha. Nơi này nó nằm dưới cánh tay. Dưới cánh tay bên phải nha. Nó nằm ngay cái miếng dán các bác dán. Cái này nó dơ nhưng mà khả năng ra cao nha các bác. Nó mờ thôi. Cũng không vấn đề ha. Rồi. Còn lại là ok hết nha. Chỉ thừa còn luôn rồi. Rồi. Không lỗi lọc. Nó dơ tí đó thôi, không vấn đề. Còn lại là ổn hết nha, áo đều đẹp. Các bác từ mét 66 đến mét 75. Mét 76 cũng được. Và nặng từ 70 đến 82 cơ. Chân khóa còn cứng nhắc nha. Cái áo còn đẹp. Áo còn đẹp nha các bác. Rồi. Ok không các bác? Em mang thì nó hơi rộng đúng không? Nhưng mà cứ mình cứ mang vào để cho các bác dễ hình dung ha. Đó. Dây đồ còn đầy đủ nha. Dây rút được các bác, nếu mà ân bo thì mình rút mình bo lên. Mình bo lên ok nha các bác. Đó. Nói chung là phải trên 70 kg thì mới đẹp được. Ok, rồi, nón đồ đầy đủ, không thiếu gì ha. Tình trạng nói chung là còn ok lắm. Không lỗi lầm gì hết á, ngoại trừ với cái dơ xíu xíu như em đã báo thôi, nhưng mà khả năng nó ra nghe các bác. Nó mờ thôi, nằm dưới cánh tay. Nó mờ thôi, nhìn. Nói chung là các bác cũng thấy rồi, nó cũng không rõ mờ. Ok, rồi. Quân hàm đầy đủ nghe các bác. Tem zin theo áo nha. Rồi. Ok. Cái này còn ok nha, đầu like em bán 3.100.000. 3.100.000 nghe các bác, dây còn ngon. Ok. Rồi em đo. Chắc là em lên đủ size cho các bác tiện lựa nha. Vai 53. Dài 63 nha các bác, tay 63 và dài. Em sẽ lên từ từ đẹp dần dần nha các bác. Em sẽ lên dài 80 nha, 3.100.000. Mã số 188. Rồi cái thứ nhất.
Rồi em lên cái thứ hai, cũng một con medium đi, nhưng mà cái này là medium cũng medium regular luôn. Rồi có đủ size nha, cho nên các bác theo dõi ha. Size medium regular luôn, nó là đời 86 nha các bác, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 86. Rồi nhà thầu sâu xeo nha các bác, sang đời 66 á, đời 85 á, thì nó vẫn là thân thân đồng cổ nhựa ha, mà sang đời 66 thì nó là thân nhựa cổ nhựa luôn nha các bác. Đến năm 92 là nó hết hết sản xuất nha các bác. Rồi chất liệu caro riptop, chất liệu caro riptop nha các bác. Rồi màu cũng màu ô liu, nhưng mà màu nó lợt không đậm nha, cái màu nó lợt ô liu, nhưng mà ô liu lợt, tình trạng là còn màu cũng còn khá ok nha. À 90, nó cũng phải 93% trở lên nha. Rồi nhưng mà nó màu, nó màu này nó ô liu lợt chứ không phải ô liu đậm, tầm 92% trở lên. Rồi, kêu báo vậy đi cho nó dễ. Còn lại là sạch sẽ không lỗi lầm. Khóa nhựa nghe các bác, thân nhựa cổ nhựa, chuẩn cấp phát lính Mỹ nha. Nhưng mà các bác chú ý là từ năm 96, 86 đến năm 92 thì nó là khóa nhựa. Ok các bác, còn từ năm 82 đến năm 85 là nó thân đồng cổ nhựa nha. Tức là nó xen kẽ, từ năm 82 đến năm 83 thì nó xen kẽ, có cái đời 83 nó vẫn thân đồng cổ đồng nha các bác. Cho nên là đời 82 với 83 thì có cái thì thân đồng cổ nhựa, có cái là thân đồng cổ đồng luôn. Ok. Ok không các bác? Cũng medium regular bằng cái size kia. M66 đến M76. 70 đến 82 cân ha. Cái này em cũng bán rẻ hơn cái kia 1 triệu nha các bác, 2 triệu 100 ngàn. Này thân nhựa cổ nhựa thì em bán rẻ hơn chút. Có còn đồ mới cũng còn khá ok. 92% trở lên, cũng sạch sẽ nha, không lỗi, không lủng rách. Được. Nếp gấp cũng có rồi nha, mờ ha. Ok nha các bác. Rồi. Giá hợp lý nha. Khóa kéo khóa nhựa thì nó bền, được cái là nó bền nha các bác. Chân khóa thì cứ kéo miệt mài. Dây trên dây dưới đầy đủ ha. Rồi. Rồi em bán 2 triệu 100 nha, mã số 189. Cái 188 này em giới thiệu cái tay cho các bác chưa ta? Cái đầu tiên nha các bác, em quên giới thiệu cái cổ tay. Cái này còn ok lắm nha, tay hình như gần như chưa có nếp gấp luôn nha các bác, còn ok lắm nha. Bộ tem ngon ha, còn bộ tem đây ok nha các bác. Cái này là cái đầu nha, em bổ sung cái tay đó, còn lại là ổn hết nha, không dơ bẩn chỗ nào hết, ngoài chi một tí như em đã báo thôi, còn lại ổn hết, không tì vết. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái đó em bổ sung thôi, em quay lại với cái thứ hai là mã số 189 nha, 2 triệu 1 nha các bác. Rồi vai 53, tay 64, dài 80 nha các bác, nó cũng ngang với cái kia thôi. Rồi 2 triệu 100 nha, mã số 189. Rồi tiếp theo em lên một cái small shot. Đây nó small shot nha các bác, con này cũng còn khá ok, chuẩn màu ô liu luôn nha, nhưng mà nó là thân đồng cổ nhựa nha các bác, thân đồng cổ nhựa, thân đồng khóa ID thân đồng nha, chân khóa còn cứng nha các bác, chân khóa còn rất ok. Cái này cái đệm vải, cái màu nó làm lại, nó làm lại là màu xanh đúng không các bác, nhưng mà nguyên rin nha. Ở dưới này nó dư ra vậy nghe các bác, đường bò này, nguyên rin
chuẩn màu ô liu nha. Lót vải caro riptop và cổ nhựa. Cổ nhựa nha, IKK. Tất nhiên nó là đời 85 trở về trước nha các bác. Nó rơi khoảng năm đời tem giấy này thì nó cũng rơi vào năm 84 hoặc 85. Nhưng mà nó có không hiểu lý do ha, cái này người ta xóa cái viết lông. Xóa cái tem đi, xong lấy kéo người ta cắt đi. Không hiểu lý do ha. Nhưng mà em cam kết nha, vẫn chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 84 hoặc 85. Thân đồng cổ nhựa nghe các bác, size small shot. Rồi, nói chung là khuyết điểm là nó mất cái tay. Đó. Và nhưng mà em vẫn cam kết là chuẩn hàng cấp phát cho các bác. Cái lót nó cũng bị hai màu nha. Màu này nó lợt, màu này nó đậm, nhưng mà nguyên rin hết nha các bác. Tình trạng áo là nguyên rin nha. Nguyên rin nha các bác. Rồi. Màu cũng còn khá ok đấy. Đều đẹp nha các bác. 92% trở lên. Tay nếp gấp cũng còn mờ thôi. Màu ô liu. Chất vải mặc dù nó đời sau này nhưng mà chất vải khá ok nha. Rồi, chỗ này màu ở trong nó đậm hơn chút. Màu ngoài nó còn phải 92% đấy nha các bác. Rồi sạch sẽ không dơ vậy. Quay cổ bố. Rồi chuẩn hàng cấp phát nha, nhưng mà nói chung là nó bị cắt cái tem cái chỗ đời ngay đây. Cho nên không biết là đời gì, nhưng mà chắc chắn với các bác là đời 84 hoặc 85, size small shop. Thân đồng cổ nhựa nha, sang đời 86 là cái nãy mới lên đó. Thì nó chuyển sang hẳn luôn thân nhựa cổ nhựa. Đó. Và quan trọng là size nha các bác, small shop nha. Bác nào thấy vừa ý chốt con này chứ. Size đẹp. Ok không các bác? Được cái màu nó cũng xanh lắm nghe các bác. Màu ô liu nè, chuẩn màu ô liu. Rồi, chất vải cũng khá dày nha, khá dày dặn. Mặc dù đời sau thôi, nhưng mà quan trọng là cái nhà thầu nữa nghe các bác. Cái này nó cắt cái tem của nhà thầu, không biết nhà thầu nào. Nhưng cái chất vải ok. Dày dặn nha. Rồi, tình trạng là nó mất cái dây rút dưới. Nhưng mà dây rút dưới thì em sẽ luồn dây khác vào, cho nên các bác không các bác cho nên là không vấn đề nha. Cho nên em sẽ giải quyết cái dây thôi, cái dây thì dễ rồi, còn lại cái áo nguyên vinh hết nha các bác. Rồi. Ok, được cái màu nó đẹp các bác. Rồi, bác nào thấy ưng ý thì chốt con này. Size đẹp nha, 60 đến 72 cân, 1m6 đến 1m7. 1m72 thì vẫn được đấy. Nhưng mà 1m6 đến 1m7 là chuẩn ha, như em là đúng size luôn. Rồi. Chất vải ok lắm nha, chất vải đây, các bác nhìn kỹ cái chất vải này. Cũng mịn nha, chất vải mịn nhưng mà dày. Ok. Rồi. Các bác vừa ý chốt con này cho em. 3 triệu. 500 ngàn, 3 triệu 500 ngàn. Ok nha các bác. Đều đẹp, size, quan trọng là cái size nha. Small shop. Rồi, vai 50, tay 60. Rồi. Và dài 75. Đó, khuyết điểm duy nhất là bị cắt cái này thôi, nhưng mà em cam kết cho các bác là chuẩn hàng cấp phát. Rồi. Cái dây thì em sẽ luồn vào cho các bác nha. Cho nên không vấn đề, cái dây trên vẫn còn. Cái này chú ý là nó khác màu nha, nhưng mà nó nguyên rin nó vậy, chứ không phải là thường nó làm nó khác cái lô vải. Nó tình trạng đời sau này nó cũng hay bị lắm đó. Tất nhiên không có thể nó cố tình nó làm vậy cũng không chừng, bởi vì các bác cứ để ý đời những cái đời sau năm 80 nó hay bị cái lót nó khác màu. Nhưng mà bên trong nha không vấn đề, bên ngoài là đồng màu hết. Rồi, 3 triệu 500 ngàn, mã số 190. Rồi, cái thứ ba tiếp theo em lên với các bác một cái
cái này size small long. Thôi cái này tiếp vào đây. Em lên với các bác một cái X small regular, độ mới cao nha các bác. Size đẹp nha. Màu các bác thấy cái màu xanh lè ha. Chất vải xanh lè, chất vải cũng khá ok đấy nghe, dày dặn. Chất vải cũng khá thô đấy, nhưng mà nó không phải thớ nghe. Rồi. Thường cái chất thớ ngang thì nó sẽ không có được xanh như cái này đâu nghe các bác. Rồi. Size X-mon regular. Chuẩn Mỹ nghe các bác. Chính hãng Alpha Industry. Chuẩn Mỹ ha. Rồi, tất nhiên nó là thập niên 80. Và các bác nhìn những cái tem của Alpha, nó có ba cái sọc này, kể cả Pilot nha. Ba cái sọc này nó là hàng thương mại ha. Nhưng mà quan trọng là nó của hàng Alpha nha các bác, và sản xuất thập niên 80 nha. Chứ không phải đời mới nha, đời mới thì nó lại là khác. Và tất cả kể cả cái chất vải nha các bác, chất vải phụ kiện toàn bộ là nó như hàng cấp phát hết, bởi vì nó sản xuất thập niên 80 cho nên là nó sản xuất đồng thời cấp phát cho quân đội và sản xuất đồng thời ha, bán ra thị trường dành cho thương mại nha các bác. Rồi ok, các bác nhìn rõ cái tem ha, tất nhiên hàng thương mại thì nó sẽ không có đời, còn các bác để ý những cái hàng cấp phát trong quân đội thì bắt buộc nó phải có ký tự ha, DSA, DLA, vân vân, ví dụ vậy. Em cũng hay giải thích nhiều. Cái này nó là hàng thương mại nhưng mà nó thập niên 80 nha các bác. Chất lượng nó tức là nó y chang, tức là các bác cầm hai cái áo của hãng Alpha, một cái cấp phát và một cái thương mại, thì nó không khác bất cứ cái gì. Nó chỉ khác cái tem nó ghi ký tự để mình phân biệt là hàng thương mại hoặc là hàng cấp phát thôi. Quan trọng là cái size đẹp. X-mon regular, chất vải ok lắm nha các bác. Chất vải đây rất là đẹp nha các bác. Màu cũng đẹp, độ mới rất cao, 97% trở lên nha. Em báo phần trăm này thì các bác cứ yên tâm là bao chuẩn nha. Tay không có hề có nếp gấp nha các bác. Phần trăm em báo thì các bác cứ yên tâm, các bác nhận hàng nó sẽ cao hơn, không bao giờ thấp hơn được đâu nghe các bác. Rồi. Chứ nhiều khi em báo cao quá về các bác không đúng phần trăm, đâm ra mình dở đi, mất uy tín rồi các bác. Các bác phiền cho cả đôi bên, các bác không lấy hàng quay đầu. Vừa phiền phức mà vừa mất uy tín, cho nên nó dở đi. Cho nên là hàng có sao em báo vậy. Lỗi lầm gì thì có lỗi gì báo hết lỗi đó. Cho nên các bác cứ để ý em làm này, em quay sát như thế này ha. Cho nên là thứ nhất là các bác dễ nhìn, thứ hai là nó mình cũng hình dung được cái phần trăm. Chứ nhiều khi em đứng xa thì các bác sẽ không thấy được rõ. Tất nhiên qua vô tuyến sao mình thấy rõ được nếu đứng ở xa, đúng không các bác? Rồi, khóa Scoville nha. Chân khóa còn cứng ngắc. Tức là mặc dù nó là hàng thương mại thôi, nhưng mà giá nó cũng không chênh lệch mấy đâu nghe các bác. Bởi vì hàng nó sản xuất đồng thời giữa hàng cấp phát và hàng thương mại, qua nó là của Alpha, của nhà thầu Alpha, và sản xuất thập niên 80 nha. Còn những cái đời sau thì mình không nói. Rồi, nói chung là đẹp, hoàn hảo, không tì vết nha các bác. Nói chung là các bác nào cứ thấy vừa ý thì chốt ha. Nói chung là nếu các bác không quan trọng giữa cấp phát hay không cấp phát, quan trọng là chất lượng như nhau. Em dám cam kết chất lượng như nhau, không khác gì. Khóa Scoville nha các bác. Quan trọng cái khóa nó phải là, ít nhất nó phải là Scoville. Em mang thì nó bó ha. 1m68 và nặng 68 kg. Thì em mang hơi ôm. Còn các bác từ 50 đến 65 cân và cao 1m6 đến 1m7. Vì X-mon regular thì nó cũng không dài lắm đâu, cho nên là tầm cỡ 1m7 hoặc là 1m72 thôi. Như em là chiều vậy, dài là vừa y nha các bác.
đó, em mấy số 8 mang hơi ôm, bác nào thích ôm, nhiều bác thích ôm thì có thể mang vẫn được. Nhưng mà nếu mà thoải mái thì tầm 50 đến 65 cân thôi. Bởi vì size này nó nhỏ nhất cho nên bác nào 50 cân thì cũng là một lựa chọn đó, không còn lựa chọn nào nhỏ hơn đâu nghe các bác. Tức là 50 cân thì mang vẫn được. Vì size này nó nhỏ nhất à. Ok. Rồi. Ok, bác nào thích bo thì bo lên đúng không? Nhiều quá 70 kg nhưng mà thích mặc ôm thì mặc cái này vẫn được nghe các bác. Đó. Nói chung nhưng mà nó bó nha, nói trước em báo trước là nó hơi bó nhưng mà nhiều bác thích mặc ôm. Mấy bác lớn tuổi thì chắc thích mặc rộng hơn. Chất vải còn ok lắm, không tì vết nha các bác, 97% trở lên. Các bác nhìn cái nếp tay nó chưa có nếp gấp thì các bác cũng hình dung được rồi. Và quan trọng cái size nó đẹp nghe các bác. Size đẹp, cái màu nó xanh. Xanh lắm. Mới. Tức là rất xanh, rất mới nha các bác. Ok, em lằng ngoằng quá đúng không? Rồi. Đó, các bác nhìn cái chân khóa như thế này. Chiếc vải còn ok lắm. Không một vết nhỏ luôn nha các bác, không một lỗ nhỏ. Khóa Scoville. Mất cái nón rồi bác. Mất cái nón rồi. Mất cái nón rồi nghe các bác. Ồ. Hơi tiếc tí. Mất nón rồi. Nhưng mà nón thì em có thể rồi, nói chung là mất nón nha. Còn cái bác ưng thì em có thể kiếm cái nón khác may giờ cho các bác cũng được. Thường nón cũng có thể ít ai xài. Em sẽ kiếm cái nón khác em may giờ cho các bác nha. Tất nhiên là mình nói chung là mình báo rõ thôi. Bây giờ mở ra không có nón thì báo không có nón. Nhưng mà các bác lấy thì em sẽ gỡ cho một cái nón cao khác em may vào cho các bác. Em mà vẫn bán vượt giá vẫn vậy thôi. Không. Không rẻ hơn đâu nghe các bác, bởi vì em sẽ thay một cái nón khác thôi. Và cái thứ hai, cái nón cũng có thể nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì mình ít sử dụng đúng không. Tất nhiên thì nó mất cái nón, nó mất pin rồi, nhưng mà bác nào chấp nhận được thì chốt con này cho em bán 4.200.000, 4.200.000 nha. Đó, rất mới nha các bác. Rồi, mất nón nha các bác, chú ý cho em là mất nón, nhưng mà em sẽ thay cái nón khác vào cho các bác. Nhiều lúc không để ý là ấy là các bác. Bây giờ mở ra thì bắt buộc mình phải kiểm tra rõ. 4200, 4.200.000. Vì em làm thì em báo rất kỹ cho nên mình cũng may là em báo kỹ cho nên mình mới phát hiện là không có nón. Nhiều khi mình không không báo kỹ, nhiều khi cứ để vậy gửi cho các bác nhận cái mất nón thì nó cũng dở đi. Nhưng mà không vấn đề ha, cái nón này chắc không vấn đề. Bởi vì sao? Cái này nó còn này ngay các bác. Cái này là nó nguyên thủy thì nó có nón, nhưng mà giống như người ta đó, có thể người ta mặc nhiều, anh mặc nó bị còm cái lưng á các bác. Còm cái lưng thì người ta tháo ra thôi. Đó, cái chỉ thừa nó còn này, nhưng mà quan trọng là cái này nó vẫn giữ còn lại nghe các bác. Cái miếng này nó còn lại cho nên các bác lấy thì em gỡ cái nón em may vô thôi. Ok ha. Cho nên là không vấn đề nha các bác. Rồi, vai chỉ có 46 thôi nha. 46.5. Đúng của nó là 47 đó, cái này 46.5. Tay 61. Cái này thì em hơi dài dòng như cái này đúng không? Dài 77 nha các bác. Bởi vì cái áo nó còn đẹp lắm. Rồi, 4.200.000. Mã số 191. Rồi. Em lên một cái mấy cái size lắc quên. À, em lên một cái X lắc regular. Mới cứng luôn nha các bác. Một cái size X lắc regular. Bác nào to con, bác nào phải trên 100 cân
90, nói chung là 90 đến 110 cân. Chỗ con này mới gần như mới cứng, chưa sử dụng. Các bác nhìn chưa có dấu vết nha, chiếc vải thô nha các bác. Thô đây. Và nó là đời 93. Bởi vì em báo tại sao hàng cấp phát nó đến năm 92 là nó hết sản xuất rồi, nhưng mà tại sao cái này đời năm 93? Rồi, cái này mới gần như mới 100% thì không có gì để báo ha. Và đây, nó là của nhà thầu Golden MFG ha, giống cái nãy em lên cũng của cái trước đó ha, là cũng của Golden MFG. Nhưng mà cái tem nó là đời 93 nha các bác, nhưng mà nó là hàng thương mại đó, không phải cấp phát ha. Bởi vì nó là DDA 100 chứ không phải DLA 100 đâu nha các bác. DLA 100 thì nó mới là hàng cấp phát nha. Và sang sau các bác để ý, nếu mà màu ô liu nha, sau năm 92 thì nó không còn sản xuất nữa đâu. Nó thay thế bằng rằng ri ha. Sau này là sa mạc và ACU nha các bác. Và nó sản xuất năm 93 và của hãng Golden MFG nha, size XL regular. Nhưng mà chất lượng thì nó cũng không khác gì, chất vải cũng khá là thô ráp nha các bác. Rồi còn nhám tay nha. Nhưng mà cái khóa là khóa nó đã thay thế bằng IKK. Khóa IKK nha các bác. Rồi. Cái này thì nó size to. Nhưng mà nó cái chất vải đã lắm các bác. Đây, chất vải đây các bác nhìn, thô nha, sợi vải thô. Mới gần như mới tinh, chưa sử dụng. Rồi, nói chung là các bác cứ thấy vừa thì chốt con này, là bởi vì size nó to cho nên em bán rẻ nha. 1.600.000. 1.600.000 nha. Mới cứng 100%, chưa sử dụng. Và nó cũng là thập niên 80 nha các bác. À 90 nha, thập niên 90. Và của hãng Golden MSG thì nó cũng, thì các bác cũng biết nó cũng rất là nổi tiếng, cũng là hàng nó cũng chuyên, nó cũng sản xuất số lượng rất là lớn cho quân đội đó nghe các bác. Made in USA đây. Tất nhiên là hàng thương mại nó mới có chữ này nha các bác. Hàng thương mại thôi. Rồi nhưng mà chất vải này, quan trọng cái chất vải nha. Nó còn kiểu may đồ y chang hết, không khác gì. Nó khác cái dây kéo tí thôi. Cái dây kéo đời sau thì nó thay thế bằng IKK. Rồi nút nó cũng ro luôn nha, nút cũng nút ro luôn nha các bác. Ro US. Rồi nó to thôi. Nói chung là to. Rồi các bác về lấy về xuống size cũng được. Em đo. Em lại quăng cái thước dây đi đâu rồi các bác. Rồi vai 56. Tay 67. Và dài 82 nha các bác. Rồi nó là thân đồng cổ nhựa nha các bác chú ý. Dây trên dây dưới đầy đủ mới tinh. Lót boblin luôn nha. Lót áo boblin nha các bác. Mới cứng luôn nha các bác. 1.600.000 mã số 192. Rồi tiếp theo em lên. Có cái này size small long vẫn còn đây ta. Cái này bữa em lên mà vẫn như các bác không chốt. Nói chung áo còn đẹp nhưng mà nó bị lỗi tí nghe cái tay. Size small long nha, 60 đến 70 cân, 1m70. Nếu mà đẹp đúng của nó phải 1m73 trở lên hoặc 1m75 trở lên. Ok đó. Màu còn khá ok, 93%. Nhưng mà các bác đợi em tí. Sorry các bác. Rồi nó bị lỗi duy nhất ngay đây thôi.
Cái này bữa em lên rồi mà vẫn còn ế, lên lại đây nó bị lỗi nhưng mà em xử lý keo bên trong rồi, cho nên là cái bắt mặt thì nó vẫn vậy, nó không có tua ra thêm nha. Bên này thì nó bị trắng bạc màu thôi cho nó không rách rồi đó. Nói chung là mặt vậy, còn ở dưới tay ta cũng không ok ha, còn nhiều bác xăng ngắn như thế này thì nó mất rồi. Còn lại ok, áo còn ok lắm, màu màu cũng còn đậm lắm nha. Nó dơ tí ngay đây nữa, nó dơ tí vậy đó. Rồi bán 1.3 triệu, 1.300.000 giá rất hợp lý, vai 49.5, tay 64.5, cũng không dài lắm này, mặc dù nó small long nha các bác. À, cái thân thì hơi dài, dài 83.5 luôn. Cái dây rút dưới nó mất rồi, nhưng mà em sẽ luồn vào cho các bác nha. Ồ, cái này còn ok lắm, nó chỉ bị lỗi cái tay vậy thôi, nhưng mà nó nằm dưới cánh tay. Bác nào thấy hợp lý chốt con này nha, 1.3 triệu đó, khóa Seiko View răng cá mập luôn nha. Rồi nhìn chân khóa còn ok nha các bác. Rồi nón kiểm tra, em là kiểm tra đầy đủ hết á, cho nên là các bác cứ yên tâm nha. Nhiều khi mình bóp thì em thấy cộm là cũng biết rồi, nhưng mà vẫn cứ phải mở ra. Rồi khóa đồng luôn nha, thân đồng cổ đồng và chuẩn cấp phát lính Mỹ 580 nha các bác, nhà thầu John Away. Rồi size small long nha, tem mát còn rõ ràng, chưa sờn chưa rách. Rồi ngoại trừ một tí rách ngay cái tay đây đó. Ok đó, tí đó chỗ đó thôi nghe các bác, còn bên trong là cũng hết nha. Rồi ủ cái này màu còn ok lắm, còn đậm màu lắm nha. Đó, nhưng mà nó bị tí rồi thôi. Rồi giá quan trọng là cái giá 1.300.000. Rồi, các bác thấy hợp lý không các bác? Mã số 193, mã số 193 nha các bác, 1.300.000. Rồi tiếp theo em lên em còn với cái em lên mấy con size small shop đấy hả, em lên cái này trước đi. Rồi em lên một con cũng small long luôn này các bác, không quân nha. Rồi nón đầy đủ, khỏi tí khỏi phải giới thiệu lại. Khóa Seiko View đuôi cá nha, màu cũng còn khá nha, 92% kể lên. Chất vải cũng khá đẹp nha các bác, chất vải mịn nha, nhưng mà nó cũng thớ ngang đấy, thớ ngang mịn thôi chứ không rõ đâu, bởi vì nó chất vải mịn. Rồi tem không quân nha, cái này nó chỉ khâu vô thôi, nó khâu vô thôi nha các bác. Đây này, bên này nó khâu nhưng mà nó tuột tí ở dưới. Các bác không thích về tháo ra cũng được, màu nó cũng không chênh lệch mấy đâu, họ chỉ khâu kim vô thôi. Rồi kể cả tem này cũng vậy, nó lính nhiều khi nó không có máy may thì nó khâu vô thôi, nó vẫn rinh rinh theo áo hết nha. Bên này thì không có tem tên, có thể nó tháo ra. Rồi khóa Seiko View cũng răng cá mập luôn nha các bác. Rồi chân khóa còn tốt nha, nó bay cái lớp bên ngoài thôi, còn cái chân trong cũng còn khá ok ha. Các bác. Ok ha. Rồi đời 77 nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ 577, size small long nha, chỗ này nó đóng mọc gì vô, nhưng mà đây đời của nó, đời 77, nhà thầu Alpha Industry, cũng size small long. Rồi màu 92%, 92 tốt đấy chứ, cứ cho 90 đi. Rồi chỗ này nó bị dính gì đây, giống như dính sơn, cũng mờ thôi nha, nếp gấp thì cũng rõ rồi nha. Bên này cũng vậy, dơ nha các bác, có một vài vết dơ, cái này có thể vết sơn đó, nhưng mà cái đó cũng mờ thôi, cái này dơ chọc. Tay thì cũng
có nếp gấp nha, hơi sờ gì nhẹ tí. Rồi, thân trước ổn, thân sau ổn nha, thân sau không tì vết, thân trước cũng không tì vết luôn. À, thân trước hơi dơ tí đây, các bác thấy đây, hơi dơ cũng mờ thôi nha, cũng mờ thôi nha các bác. Các bác thấy không? Rồi. Rồi thân bên này không bị, thân bên này ổn nha. Đó, thân trước thì chỉ dơ ngay đây. Rồi còn tay thì một hai vết dơ dơ như đó như em đã báo ha. Đây nè. Còn lại thì khá ổn đấy. Rồi. Cái này nó tụt ra rồi các bác. Cái này em sẽ đạp lại cho các bác nha. Nó chỉ rớt ra thôi, rớt cái miếng này ra thôi. Em may vô tay lại, dán lại đây ha, ổn. Rồi, cũng bằng cái size kia nha, mét mét 75 trở lên. Rồi, 60 đến 74 cân cũng được. Các bác trên mét 75, 74 cân được. Rồi, ok. Em bán dê tí ở đây thôi. Rồi, em bán 1.900.000. 1.900.000 nha các bác. Rồi vai 50. Tay 64, giá hợp lý nha các bác. Và dài 83 nha, 1.900.000 mã số 94. Rồi, tiếp theo. Rồi em lên một cái Salmon Regular. Toàn size đẹp nha các bác. Salmon Regular. Em còn mấy cái siêu phẩm này em lên cuối đi, cuối video. Đó, nó dính vậy thử vô. Rồi nón đầy đủ nha. Khóa Scoville đuôi cá nha các bác. Scoville đuôi cá nha. Size Salmon Regular, chuẩn cấp phát lính Mỹ 580 nha các bác. Nhà thầu Alpha Industry, lót cũng caro rip top ha. Màu thì còn tầm 90% trở xuống thôi nha. Nói chung là nhưng dưới 90% còn khá ok. Cũng đều đẹp. Rồi. Khóa chính vậy nhờ cái dạng này. Khóa chính cũng Scoville nha, răng cá mập luôn nha, chân khóa tốt. Rồi chân khóa bên này cũng còn khá thôi. Nó từ ở dưới tí, phía trên còn ngon nha, vẫn kéo bình thường. Nó từ tí phía dưới này nha, từ 1/3 thôi, trên còn tốt. Rồi, tình trạng là cái tay nó bị hơi dơ dơ đây nè bác. Cái này nó hơi ố nhẹ nhẹ, nó không giống như nó hơi dơ. Đây, màu nó hơi sậm hơn tí chỗ này nha, nó hơi giống như hơi dơ, các bác thấy rõ không? Nó dơ một hai vết đây. Đây, dơ nhỏ nhỏ thôi. Rồi tay bên này thì ổn nha. Rồi thân bên này, thân trước ở trên thì ổn, tem lụa rin theo áo nha, ở dưới thì nó dơ, cũng còn mờ thôi, một vết hai vết dưới này cũng vậy nha các bác, một hai vết mờ, một hai vết mờ nha. Rồi thân bên này cũng vậy, ở trên ổn, ở dưới cũng dơ tí ngay đây. Rồi thân sau là ổn hết, thân sau là không lỗi, chiếc vải nó đây nha các bác. Rồi nói chung màu toàn dưới 90% nữa nha. Nó còn nữa, nó mà nó nói chung mấy vết dơ nó cũng mờ thôi,
nó cũng mờ mờ thôi nha. Nó bị tí ngay đây, nó bị cứng cái dây kéo hay sao. Tí ngay đây nha các bác. Rách một tí ngay chỗ cái dây kéo. Rách bên ngoài thôi. Cứng một tí ngay đó. Cái này còn nói chung còn khá khá nha. Cái mặt chung nói chung áo này trung bình thôi, trung bình thôi, cho nên bác nào thấy phù hợp mình chốt. Nó size nó cũng đẹp các bác, thì giá thì có thể nó sẽ hợp lý với các bác. Rồi. Dơ dơ một vài vết. Tổng thể thì nó cũng ấy thôi. Đó, màu nó hơi chỗ này nè. Giống như nó dơ thôi. Rồi. Cái này em cũng bán 1.9 triệu luôn nha các bác. Em cũng bán 1.9 triệu nha. Mét 66. Mét 65 đến mét 75. 60 đến 72 cân. Rồi. Tí ngay đây thì chắc không sao. Màu nói chung còn được. Còn trung bình. Ok. Bác nào thấy nói chung là thấy phù hợp mình chốt. Giá 1.9 triệu nha các bác. Hợp lý nha. Nói chung là nó vừa tầm. Vai 49. Tay 61. Và dài 70. Nó dài 76.5 thôi nha các bác, không dài lắm nè, nó cũng nhỉnh hơn small shop tí xíu thôi. Rồi em bán 1.8 triệu đi ha, bán 1.8 triệu đi, tại cái này nó bị rất tí, nó cũng nhỏ thôi. Cái này nó nhỏ. Nhưng mà tất nhiên là nó lỗi rồi, nó dính sơn chấm. Em sửa lại bán 1.8 triệu nha. 1.800.000. Mã số 195. Rồi. Tiếp theo lên nè. Rồi một cái áo không quân. Ủa áo này mới lắm các bác. Một cái áo phiêu không quân nha. US Air Force. Em mặc vô trước đi. Này đồ mới là 96% trở lên đây. Chuẩn không quân Mỹ nha các bác. Hàng xưa nha. Màu xanh lắm, cái này mới lắm các bác. Xem đẹp ha. Rồi cái nón mình nhét vô trong được nha, cái cổ nó to như thế này. Áo phiêu, cái này gọi là áo phiêu không quân nha các bác. US Air Force. Rồi, size đẹp luôn. Các bác 1m66 đến 1m76. Rồi, nặng từ 64 đến 75 cân. 77 cân cũng được. Rồi, nút cài nha các bác. Nút cài mới lắp. Hàng xưa nha, cái này đúng ra nó các bác sẽ không chuộng bằng M65, nhưng mà cái này cũng giá trị rất là cao đấy các bác. Chất vải dày đanh nha. Không đanh nhưng mà nó dày, chất vải chất lắm. Rồi cảm giác như nó giống như nó còn lớp hồ đó. Nhưng mà không phải đâu, cái này nó rớt nước, ý là cảm giác nó vậy thôi. Rồi cái nón nó còn đây. Em nhét vô lại nha, khóa đồng đen. Hàng xưa nha các bác, đời 6X nha. Khóa đồng đen, con ma. Con ma nha các bác. Rồi. Ngày 1 tháng 6 năm 1966 nha, đời 66, DSA 100. Chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 66 ha. Rồi lót bóp liền. Lót liền nha các bác. Dây nó chỉ có dây trên thôi. Dòng này nó không có dây dưới đâu nha các bác. Dòng này nó chỉ có dây trên thôi. Mã mộc còn nha. Rồi nút cài chìm nha. Nút cài chìm giống đó, nói chung là nút cài chìm. Cổ còn ok. Nó hơi vết mồ hôi. Nó mặc ngay cổ thôi. Giặt ra nha. Rồi nó bị một lỗi ngay đây. Nó tháo tem nha các bác.
Cái này là cái tem không quân. Này cái tem không quân này các bác. Nào chơi mình tháo sao rách mất tiêu. Các bác thấy không? Nó rách một tí ở đây. Bên này thì không bị nha. Các bác về có tem may cái cặp tem không quân vô là ổn nha. Rồi, ủa con này nó mới cứng luôn các bác. Cái này hàng này cũng không rẻ đâu các bác, nhưng mà nó bị tí cái thay thôi. Các bác thấy ha, còn lại nó mới lắm. Rất là mới luôn các bác. Tay cái này nó bụi thôi, dính bụi đất thôi. Rồi giặt phải này phải 96% khỏe đó các bác, mới lắm. Màu đây, đậm. Túi đây ha, dây rút eo. US Air Force nha, áo phiêu không quân nha các bác. Hàng này cũng giá trị sưu tầm cao đấy, tay rắp lăng. Số cân chiều cao thì em đã báo rồi, em đo chiều dài đó. Cái tay rắp lăng như này không có đo. Dài nó tới 82 nha các bác. Rồi cái này em bán 2 triệu. 2 triệu 100 ngàn nha. Nó bị lỗi tí ngay đây thôi. Nhưng mà giá là 2 triệu 100 ngàn. Mà bên này nó bị giống như nó làm dấu để nó gắn cái tem vô thôi. Này chỉ thừa còn này xước xước tí. Về các bác có tem không quân may vô lại đi. May lại vì đúng vị trí cũ là ổn ha. Tay gài nút nha các bác. Rồi, ủ mới lắm. Tem rin theo áo nha các bác. 2 triệu 100 ngàn. Mã 196 nha. Rồi. Em lên cái small shop nữa. Mình nó tầm lum mà giờ kêu cái sạn rồi các. Bao nhiêu phút rồi các bác? 47 phút. Sai toàn sai đẹp nha các bác. Cái này thì nó các bác về giặt giùm em, nó nói chung nó mặc hơi dơ, cái cổ nó hơi dơ. Chuẩn cái phát lính Mỹ 576 nha các bác. Đời 76, tem nó hơi mờ mờ tí. Nhà thầu sâu xeo, size small shop. Chỗ này nó hơi tức là nó hơi bị xì cái mí ra một tí thôi. Cái này tí. Chuẩn cấp phát 576 nha các bác. Lót bóp đi, lót còn ok, không lỗi. Rồi phần bên ngoài. Bên ngoài cái cổ, cái thân thì màu ô liu, cái cổ thì cái nó làm bằng cái vải, cái màu cũng hơi khác nha, màu hanh úa. Nhưng mà nguyên rinh hết nha các bác. Cái chỗ này cũng dơ nè. Về giặt giùm em nha. Cái này ra. Cái này ra nha các bác, chịu khó ngâm giặt giùm em. Đặt cái cổ nó dơ nè. Các bác nhìn cái cổ, cái vết mồ hôi đó nha. Chịu khó ngâm một ngày cho em. Thoa xà bông, lấy cái nước giặt các bác thoa lên ngày rồi chà. Chà nhẹ thôi, chà mạnh quá nó bạc các bác. Chà vừa thôi. Hoặc là vò nhẹ thôi nha. Ngay cái cổ thì khó vò, cho nên chà. Rồi. Nó chỉ mồ hôi thôi nha, em bao ra cho các bác nha. Đó, còn lại cái thân ổn nha. Thân cũng sạch sẽ, nó chỉ dơ bụi thôi. Rồi, tay cũng còn ngon nha. Nếp gấp cũng mờ lắm. Nói chung là nó bụi thôi, dơ bụi thôi. Rồi. Ổn nha các bác, bát rồi ổn nha. Này tụt rồi, này em đạp lại thôi. Này nó tuột cái chỉ thôi, cái đó thì dễ thôi, em đạp lại cho các bác. Cái này cũng vậy nha. Rồi, nói chung tổng thể còn ổn. Cái này không vấn đề nha các bác. Không lỗi. Tay rồi, nói chung bên này sạch sẽ, không vấn đề. Rồi. Thân sau sạch sẽ, không tì vết luôn. Tổng thể cái áo còn ổn nha các bác. Mỗi tội là dơ nhất cái cổ thôi. Cái này thì dơ mồ hôi thôi, về giặt giùm em. Rồi, khóa General nha. Khóa General. Rồi, chân khóa. Chân khóa còn ổn nha các bác. Chân khóa còn tốt nha. Ok ha. Cái này nó xù xù cái sợi chỉ dưới thôi. Còn tốt. Lót chưa sơn gì nha các bác.
Thường cái mấy cái áo các bác mặc nhiều là cái lót nó sờn. Cái này còn ổn. Rồi, nói chung là không lỗi lầm. Size small shop nha, size đẹp nha các bác. Đồ mới nó phải 93% trở lên nha. Cái này các bác giặt, giặt nó bay với cái lớp, mấy cái lớp bụi thì có thể phần trăm nó sẽ tăng thêm đấy. Đó, nó chỉ bị cái này thôi, em đạp lại cho các bác. Rồi, quan trọng là cái size. Size đẹp nha các bác. Ok. Ok không các bác? Cái nón nó hơi cộm nha, cái nón nó hơi cộm tí, cái này mình mặc mình kéo thẳng ra thì nó không có bị cộm. Cứ để mặc vô thì nó hơi cộm tí thôi. Màu còn ok đấy các bác. Chuẩn xanh ô liu nha. Cái cổ thì nó làm hơi hanh uống, không vấn đề, nguyên viên. Quan trọng là nguyên viên. Rồi, mét 6 đến mét 7. 60 đến 72 cân. 3.800.000. 3.800.000 nha các bác. Nó nói chung là em thì em chưa có giặt đâu. Về các bác giặt giùm em cái cổ nhìn các bác thấy mồ hôi. Chỉ vậy thôi. Rồi. Giặt cái là sạch sẽ lên, phần trăm nhiều khi nó sẽ tăng thêm đó nha các bác. Vai 50 49.5 thôi. Tem đây. Tem riêng theo áo nha. Tay 59. Tem ngực thì không có, nó tháo ra rồi. Dài 75. Toàn size này gọi là size gọi là size gì quá. Nói chung size small short thì nó là size bao nhiêu các bác? Này em nói bao nhiêu em quên. 3.800.000. Rồi, size small short nha các bác, nhớ cái size rồi mà. Size này là đắt nhất nha các bác. Size này là nó đắt nhất. Cái này em tính giặt rồi em lên này, nhưng mà nó cũng mờ. Em lên này. Cái đó có tiền vò xong. Cái này nó sạch sẽ lắm. Cái này nó sạch. Nhưng mà cái nó bị dơ tí như cái tay mờ đấy. Cái này được cái màu các bạn. Cái này thì em bán cái này đẹp các bạn. Đời 68 nha. Medium regular. Rồi DSA 100. Đời 68 nha. Nhà thầu Apparel Corp America. Rồi. Chất liệu 50 nha các bác, 50 nylon, 50 cô tông. Rồi ok ha. Nói chung là cái màu nó xanh lắm. Các bác để ý mà 50 chất liệu 50 thì cái màu nó xanh. Màu ô liu cái chất vải cái màu nó sẽ bền hơn. Và nó sẽ xanh hơn là thằng 100% cô tông. Màu thích cái màu, em thích cái màu các bác. Xanh mà đúng chuẩn ô liu, mà đúng xanh gọi là. Mà thường mấy cái màu xanh này các bác mang nó sẽ lâu bị cũ. Tức là nó sẽ lâu xuống màu. Rất là bền màu nha các bác. Cái này còn đẹp lắm các bác. Rồi, ok. 1m7, mét 67 đến mét 76. 70 đến 82 cân. Bác nào 84 cân vẫn được. Rồi, medium regular. Các bác thấy cái màu ưng, các bác thấy ưng cái màu không các bác? Đời 68 nha. Con này em bán. Rồi, ok các bác. Chữ gà còn ngon nha các bác.
Rồi, về tay còn tốt ha, tất nhiên nó có nếp mờ mờ thôi, màu nó còn phải này, nó phải 95.5-96% đấy các bác. Này, bên này cũng vậy nha. A tay còn ngon, tam giác còn tốt, nó tất nhiên là nó có nếp gấp rồi, nhưng mà này nó phải 95.5% nha. Được cái màu, thích cái màu nha các bác, cái tem ngon nha, tem saten nha các bác, tem rin theo áo. Rồi bên này cũng vậy, bên này thì tem tem bố rồi nhưng mà nó in mà rin theo áo ha. Rồi size medium regular đời 68 ha, em quay lại các bác xem cái quan trọng nhất của cái áo đó nha các bác, giống như cái giấy khai sinh nha. Tem dưới còn rõ ràng, lót poplin dày, cái lót nó dày ha. Rồi ổn nha các bác, cái này nói chung là còn ok, nó bị tí dơ tí như đâu đây, ngay cái tay tí các bác, một hai vết chỗ này nó dơ dơ tí xíu, chỗ này một hai vết dơ thôi, mờ, cái này nó mờ lắm, rất là mờ nha, cái này nó mờ lắm nha, tại cái này nó dơ giống như người ta giặt rồi mà nó vẫn còn mờ mờ, có thấy không? Đó, cái tay này vậy thôi, cái lưng này ổn, lưng này nó đang chấm mờ mờ, ú cái này nó mờ lắm, đây, đây các bác, nó mờ lắm nha, cứ vẫn phải báo cho các bác thôi. Còn cái tay này thì nó bị cũng vài vết dơ, cái này em tính để là em vò, nhưng mà sẵn em lên luôn rồi về các bác vò giùm em, đây. Nó mờ lắm nha, rất là mờ. Đây, đây nè các bác, cái này này em đổ cái acetone vô, các bác nhìn nó loang loáng nha, nhưng nó vò không hết, nó còn mờ mờ. Cái này chắc vò tay thôi, chọt giặt thôi nha các bác. Này, một hai vết thôi, cũng mờ thôi, cũng mờ thôi. Cái này giặt thì khả năng nó sẽ bớt hoặc nó hết đấy. Rồi, còn được cái là cái màu nó đẹp, cũng ít thôi nha các bác, ngay đây nó mờ thôi các bác, em cứ lên rồi thôi, còn không thì để em giặt em ấy sau đó, sẵn rồi còn có cái này đẹp em lên. Rồi con này em bán 9 triệu, 1 triệu nó dơ tí ngay cái tay đó nha, nó thứ nhất là nó mờ, thứ hai là khả năng ra cao, được cái màu đẹp độ mới còn ngon. Quên khóa con ma nha các bác, đời 68 khóa con ma đuôi cá nha. Rồi nón đầy đủ, tình trạng là áo nguyên zin hết nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 68, khóa bạc còn ống luôn nha các bác, chân khóa đó, chân khóa còn cứng nhắc. Rồi nói chung là bác nào thấy hợp lý ha, chốt con này em bán 9 triệu nha các bác, khóa con mà bản mít nha các bác, cũ Scoville nhưng mà dây là dây con ma nha, tức là cái bản mít đó chứ còn nguyên rin nha, em cam kết là nguyên rin. Cái bản này nó rất là nhiều kêu cái bác kêu là dây thì dây con ma mà cũ là cũ Scoville, nhiều bác cứ kêu thay nhưng mà nguyên rin, em cam kết cho các bác nha. Những cái hợp đồng mà nó ghi, tức là nó ghi cái hợp đồng nguyên liệu là cái gì, nó ghi đầy đủ trong cái hợp đồng luôn nha các bác. Cho nên là bản mic giống như nó dây thì nó tức là của cái hãng này nhưng mà cái hãng khác nó làm cái cũ khóa nó nhét vô. Giống như cái áo này, cái áo thì nó là của hãng Apparel Corp đúng không? Các bác thấy cái hãng này, cái áo thì nó hãng Apparel Corp sản xuất. Nhưng mà cái nút á, thì nó lại ký hợp đồng với một cái thằng, cái hãng khác là cái thằng Ro đúng không các bác? Ro US. Đó, và là, tức là một cái thương hiệu của cái thằng khác nó sản xuất đấy. Còn cái khóa là của con ma. Đó, cái khóa này là của con ma. Cái dây này cũng con ma. Còn cái cũ này nó lại ký một hợp đồng của cái thằng khác. Tức là nó lại mua của một nhà sản xuất khác. Cho nên một cái áo nó nhiều hãng nha các bác. Nhiều hãng. Tức là cái thằng này là nhà thầu chính sản xuất ra cái áo, nhưng mà những cái phụ kiện thì nó lại mua của một cái
của những cái doanh nghiệp khác, nói chung là như vậy ha. Thì đó rồi, nhưng mà em cam kết nguyên rin hết cho các bác, chuẩn cấp phát đến Mỹ năm 68, 9 triệu đồng. Em đo cái này, em thích cái màu nó xanh, nó xanh mà nó nói chung là nó xanh lắm đó, cái màu nó nói chung là thích cái màu. Về tả thì khó tả, nhưng các bác nhìn thì cũng biết. Vai 53 độ mới cao nha các bác. Tay 62 và dài 79 nha, dài 79. Rồi em bán 9 triệu nha các bác, mã số 198. Rồi chắc là em lên trên này các bác. Với lại M65 thì em lên nó không nhanh được, phải báo kỹ. Nói chung là đồ em báo thì nó kỹ, có gì nói đó rồi các bác. Và các bác nhận hàng thì nó sẽ đúng như mô tả đây, nó sẽ không phát sinh thêm lỗi ha. Khi các bác nhận áo và nó sẽ đúng như những gì em cam kết. Cái nào chuẩn là em báo chuẩn hết, cái nào hàng thương mại thì vẫn báo là hàng thương mại. Rồi và em xin kết thúc video tại đây, thời gian nó cũng đã 1 tiếng rồi các bác. Và các bác chọn được mã nào, gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo cho em 0903 145965, nhận hàng kiểm tra thanh toán nha các bác. Đơn hàng dưới 2 triệu các bác không cần cọc, đơn hàng trên 2 triệu đối với những bác mua lần đầu chỉ cần cọc cho em 100.000 thôi, không cần nhiều đâu. Còn các bác mà mua của em một lần trở lên rồi, có uy tín rồi thì không cần cọc ha, cho dù cái đơn hàng như cái này 9 triệu vẫn không cần cọc nếu các bác đã mua của em rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo vào ngày mai. Chúc sức khỏe tất cả các bạn.